Hai chị em nhé, nay ta cùng nhau để đi tìm đồ chơi nhé. Thì ta sẽ lên vườn xem có đồ chơi gì không nhé. Hi, ở đằng xa này hình như là có gì đó này anh em này. Ta sẽ cùng lại gần đây xem nào nhé. Hi, wow, đây có rất là nhiều đồ chơi này anh em này. Có cả đồ chơi cá sấu này, khủng long và rất là nhiều ô tô này. Hi, ta sẽ cùng nhặt cái món đồ chơi này vào nhé. Đầu tiên này. Wow, một con cá sấu rất là to này. Tàu hỏa này. Ý, khủng long nha. Đây là gì đây? Một chiếc xe container này. Ây cha. Xe ô tô này. Nhặt hết đồ chơi vào giỏ nha. Đây hình như là con tàu hỏa Thomas các em ạ. Khổng lồ xanh này. Ê, một chiếc xe rất là dài luôn nhé. Rồi, sẽ cùng mang các cái chiếc xe này đi để làm sạch nhé. Ra đằng này xem nào. Ê, đây rồi. Ở đây còn nước này. Ta sẽ cùng làm sạch các cái món đồ chơi nhé. Đầu tiên. Ê, con cá sấu to chưa ạ? Cá sấu màu vàng này. Ê, cũng còn rất là mới luôn. Cho xuống đây này. Tiếp theo này. Một chiếc xe buýt này. Xe buýt màu đỏ nha. Ok. Tiếp tục này. Xe buýt này. Rất là nhiều xe buýt các em nha. Một chiếc xe cảnh sát màu vàng này. Ý, đẹp chưa? Ok. Tiếp theo. Lại một chiếc xe buýt màu xanh nữa này. Cho ra đây nha. Tàu hỏa Thomas này. Cái thùng của xe container nhé. Lại tàu hỏa nữa này. Khủng long này. Thì lại một con khủng long nữa các em nhé. Sẽ rất nhiều đồ chơi khủng long luôn. Tiếp theo xem nào. Xe quân sự này. Cuối cùng này. Đây là một chú khổng lồ xanh nhé. Wow, em cùng xem này. Này ta tìm kiếm và làm sạch được rất là nhiều các cái loại đồ chơi luôn. Cả cá sấu và khủng long luôn nhé. Rồi sẽ cùng mang các cái món đồ chơi này về các em nhé. Xin chào các em.